Chào các bạn, đây là xe XL7. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái bộ cửa hít zin đầu tiên dành cho cái dòng xe Suzuki XL7. Đây, cái bộ hít zin này thì không thay đổi cái không cắt khoét trên cái ngàm zin mà ốp trực tiếp trên cái ngàm khóa zin của xe. Đấy. Các bạn để ý là ba lỗ ốp này còn nguyên này, và cái hít mới của bên mình thì nó ốp trực tiếp vào cái ngàm zin này luôn. Đấy. Những cái bộ trước dành cho dòng xe Suzuki thì đa phần là phải cắt khoét ở trên cái ngàm khóa zin thì mới đặt được cái motor hít. Đấy. Thì cái bộ này nó thiết kế zin hoàn toàn dành cho dòng Suzuki XL7. Bây giờ mình sẽ test cái tính năng hít cho các bạn coi. Đó. Đấy. Các bạn để ý này, tức là cái nguyên lý hít thì gần như là bộ cửa hít nào cũng như nhau. Tức là khi mình đóng vào một nấc thì nó sẽ tự động nó kéo ngàm hít vào. Đấy, tuy nhiên thì cái ưu điểm của cái bộ hít zin này, tức là cái tỷ lệ lỗi của cái ngàm khóa đứt kép do thợ độ chế thì nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Đấy, hít zin thì sau này các bạn có thay thế hay trả zin cũng rất là đơn giản. Đấy. Thì cái bộ này là đầu tiên lắp đặt thử nghiệm trên xe XL7 của anh khách. Đó, thì sau này mình sẽ có những video giới thiệu chi tiết về cái mẫu ngàm và mẫu motor cho các bạn coi. Cảm ơn các bạn đã chú theo dõi kênh Cà Việt Độ Xe Chuyên Nghiệp.